Đây là bông hoa có hoa trà mi từ quý cánh kép bọn nhé. Hoa có một màu đỏ tươi rất là rực rỡ, xen lẫn vào đó là một chút nhụy vàng tô điểm cho màu sắc của nó. Phong dáng hoa thì to, rộng, rất là dày, đường kính của hoa bằng bàn tay của một người trưởng thành. Chào tất cả các bạn nhé. Cạnh đây là cây hoa trà mi từ quý, một hoa mà rất là nhiều ưa thích trồng, tại vì là vẻ đẹp của nó cũng như là màu sắc của hoa đấy. Đây là cây bông hoa của hoa trà mi từ quý cánh kép của này. Đấy. To bằng bàn tay của mình luôn nhé. Hoa rất là to, mặt hoa rất là dày, màu đỏ tươi rực rỡ, bên trong có những lớp bụi vàng như này, xếp đan xen vào nhau như cái sen luôn nhé. Cây này là những lớp nụ hoa rất là sai nhé. Dòng hoa trà mi từ quý này, đây thì ra hoa quanh năm, để hoa rất là bền hoa. Đấy, những nụ hoa này các bạn có thể chơi từ là 2 đến 3 tuần nhé, rất là sai. Và ngoài ra thì trên cây cũng cho những lớp nụ luôn này. Những nụ của nó như này này chuẩn bị nở nhé, nụ rất là to, khoảng tầm bằng ngón tay cái của mình rồi. Đấy, những nụ này các bạn về chơi khoảng tầm hơn tuần thì sẽ bắt đầu nở nhé. Vì sao chúng có tên gọi là hoa trà mi từ quý cánh kép? Bởi vì những cánh hoa của loại này thì thường đan xen xếp thành từng lớp với nhau, từng lớp một rất là dày. Nụ hoa nó bắt đầu mọc từ những đầu ngọn hoa ra nhé, lá to dày và xanh thẫm rất là đẹp mắt. Đây, nhìn các bạn xem. Cây này hiện tại thì có khoảng tầm là 100 nụ hoa nhé, rất là nhiều, rất là sai, hoa sai nụ. Đấy, nụ hoa rất là tươi rực rỡ nhé. Để các bạn yên tâm chơi tết này này, nụ hoa sai từ gốc đến ngọn này. Đấy, ngay cả những tầng dưới thì các bạn chọn nụ hoa dưới đáy cùng này. Đấy. Đấy. Cây này thì phong dáng ổn định chắc chắn rồi. Cây sáng bóng, tán này, phong dáng ổn định sạch sẽ, bọc sẽ rất là ổn định rồi. Các bạn yên tâm là các lớp vải ra sang bầu sang chậu cho cây, rất là nhiều, rất là sai hoa. Đây, đây. Cây này thì có đường kính 8 và khoảng tầm 70-80 phân nhé, to rộng. Phong dáng dưới này, hoa, các lớp hoa rất là nhiều, lớp này lớp khác nhé, chờ rất là lâu, sai hoa.